Và đây là hình ảnh sư tử cha bảo vệ sư tử con hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2010, kỷ niệm đúng một năm sau khi khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra. Chúng ta thấy gì nơi hình ảnh này? Và đương nhiên, chúng tôi làm hình màu đậm hơn để cho đồng bào nhận diện chi tiết rõ ràng hơn. Đây là sư tử cha, ánh mắt ngay đây, nhìn thẳng vào chúng ta. Và đây là mũi và miệng sư tử cha, và đây là mình và chân, đang nằm một tư thế rất là thoải mái và bảo vệ sư tử con. Sư tử con ở phía trên, đầu nơi đây, há miệng ra và lưỡi cong queo nơi đây. Và đuôi sư tử con nơi đây và chân sư tử con nơi đây. Thêm một sư tử con nữa là đầu hướng này, đuôi nơi đây và chân nơi đây. Ba cha con nhà sư tử Yuda bay ngang qua mặt trời. Và chúng tôi đã chụp được hình ảnh này. Hình ảnh này nói lên Thiên Chúa Giêsu là sư tử cha bảo vệ hai sư tử con là con người chúng ta. Những ai ước ao được sự bảo vệ toàn vẹn và được sống đời đời kiếp kiếp đầy ý nghĩa và được nhận lãnh tất cả những hồng ân vĩ đại của Thượng Đế thì hãy ở gần Thiên Chúa Giêsu, ở cùng Thiên Chúa Giêsu. Bằng ngược lại, những kẻ nào chối bỏ Thiên Chúa Giêsu thì những kẻ đó ngay giây phút đó sẽ bị quỷ Satan bắt làm nô lệ rồi mà không biết, chưa biết. Nhớ những gì Thánh Gióng chúng tôi vừa nhắc nhở theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng. Và đương nhiên, đây là hình ảnh khuôn mặt Thiên Chúa Giêsu hiện ra trước đó một năm. Chúng tôi làm màu đậm hơn để cho đồng bào bá tánh xem xét học hỏi. Rất rõ ràng,